Đài Phương Nam. Vui lắm à nghe. Rồi, rối hết rồi. Không có con cá nào hết. Riết rồi cái rạch này toàn là rác không à. À, dạ. Chào cậu. Chào chị. Cậu đang bắt cá hả? Ừ, chứ tôi quăng lưới ở đây rồi tôi làm gì tôi không bắt cá. Chẳng đang bắt cá hai tay hả cậu? Dạ không, ý là đang thả lưới bằng hai cái tay đó. Công nhận cậu làm chuyên nghiệp quá ha. Này là nghề của tôi mà. Mà chị biết không, lúc trước đó nha, cái rạch này nhiều cá dữ lắm. Riết cái toàn là rác rến đồ này kia không à, không còn cá nào hết á. À, cậu, tôi đề nghị cái này cái, cậu giúp giùm tôi nha. Cậu làm những cái thao tác của cậu lại như từ đầu tới giờ đi, để tôi chụp vài bức hình nghệ thuật. Chị mắc cười quá. Hình như chị không phải là người dùng này đúng không? Tinh mắt lắm nha. Ôi, tinh mắt gì đâu chị ơi. Dân ở đây toàn dân lao động không à. Mà nhìn chị sang trọng vậy á, là tôi biết chị không phải là dân vùng này rồi. Vậy bây giờ cậu giúp tôi nha. Cậu làm lại những cái thao tác từ nãy tới giờ giùm tôi nha. Cuốn mấy cái lưới này lên đó hả? À nó muốn làm gì làm. Nói chung là công chuyện thường ngày của cậu mà. Để tôi chụp những bức hình nghệ thuật thôi. Ừ được rồi. Ôi trời ơi. Khoan. Hả? Khoan. Cậu giúp giùm tôi á. Mình làm cái mình để thấp thấp xuống thôi. Mình đừng có đưa cao quá. Cái nó che cái mặt á. Mình chụp nghệ thuật mà cậu phải thấy cái góc mặt của mình. Góc mặt rất là đẹp nha. Khó khăn dữ vậy mấy lần tôi lưới. Đâu có khó dữ vậy đâu. Rồi được chưa? Tới đây được chưa? Đúng rồi, đúng rồi. Rồi, cướng lưới à. Đó, đó, đó. Đừng có che mặt nha. Đó, chậm chậm thôi. Khi nào mà tôi nói ngưng hẳn ngưng nha. Rồi. Đẹp quá. Đẹp quá trời ơi. Đẹp mà không có một chút tì vết. Hay quá. Cảnh đẹp, người đẹp. Wow. Nè, bà kia. Bà làm gì? Làm gì? Hey. Hết đẹp rồi. Ta thả lưới mà làm gì mà chụp lia vậy? À, thì tôi đang chụp hình nghệ thuật mà. Tôi thấy đâu có gì đâu nghệ thuật mà bà phải chụp. Ủa? À, thôn nữ đây đó hả? Ờ chị. Chà, thôn nữ ở đây sắc mà xảo quá ha. Sắc mà xảo là sao? Ý bà nói em xảo á. Sắc xảo đó cô. Thôi mà người ta ở chỗ khác người ta tới, mình hiếu khách một chút đi, có gì đâu. Hiếu khách gì tự nhiên cái... Anh được là bồ tôi mà bà chụp hình lia lịa của đó ai mà chịu cho nổi. Ờ thì đẹp thì chụp thôi, nhưng mà tự nhiên cái đứng kế bên trời thấy mất đẹp luôn vậy đó. Cũng thấy gì đâu đẹp, ý bà nói thả lưới đẹp á hả? Thả được. Lưới đẹp để tôi thả cho bà chụp. Bà thích thôi. Được không đó, coi chừng té. Đúng không? Cái cầu trơn đó. Cái khúc té mới đẹp á. Chứ cái khúc này không có đẹp miếng nào luôn. Thiệt luôn á, cô vô có tự nhiên cái khung hình tụi nó kém sang, kém xịn luôn á. Xuống đây đi, té bây giờ. Cậu trai ơi. Dạ. À, cậu là một cái mẫu người mà tôi đang đi tìm đó. Nếu như mà cậu có nhã ý thì tôi cũng có lòng mời cậu về làm cho tôi. Một tháng 500 đô nha. 500 đô hả? Đúng rồi. Tiền chứ tôi không đâu có biết tính đâu. Thì nói tôi làm gì? Thì cậu cứ suy nghĩ đi. Nhưng mà cậu đi làm một mình thôi nha, đừng có dắt theo áo tím nha. Tôi thấy áo tím không có ưng tí nào hết trơn á. Vô cái thì nó xấu khung hình liền à. Thôi, tôi chào cậu nha. Không có chào áo tím. Mình về nha. Không thèm. 500 đô nha cậu. Dạ chị. Trời ơi, ở đây cảnh đẹp mà người đẹp quá. Trời đất ơi, tao nói người gì đâu, đứng tới đâu đất lúng tới đó. Đàn bà con gái gì đâu không biết giữ e đâu chứ mất trời. Thôi. Thôi gì? Người ta chỗ khác người ta tới, người ta thấy mình làm mấy cái này lạ, người ta chụp vậy thôi chứ có ý gì đâu mà em. Tôi nói rồi đó nha, tôi nói rồi đó. Tôi biết là bả không có ý chụp hình anh thả lưới đâu. Không phải chụp hình nghệ thuật gì đâu. Bả là bả chụp cái body của anh đó. Cái gì? Bo gì? Body hả? Body. Body là gì? Là thân thể của anh đó. Tôi nói nha, cái thân thể là của tôi nha. Trời. Con người anh là của tôi nha. Trời đất ơi, chụp thân thể có gì đâu chụp. Tướng bằng muốn chết, đứng đâu gãi đó, vậy chụp cái gì? Ai biết được, nhiều khi bây giờ bà ở trên thành phố, bà không thích, bà thích cái gu dưới quê thì sao? Không có đâu. À, mà mới nãy bà nói nếu mà anh làm cho bà trả cho anh là 500 đô. Là tính ra tiền mình là nhiêu nha? 12 triệu. Cái gì? 12 triệu. Làm gì ạ? Anh tính nè, 10 12 triệu là tới 2 tấn thóc á. Chơi gì nữa? Trời đất ơi,
sao bà đó bao nhiêu tiền dữ vậy? Vậy là ý, vậy là anh đứng nhìn tạo dáng vậy không là bà cho anh là tới 2 tấn thóc hả? Ngon quá ta. Ngon cái con khỉ khô á, nấu cho anh biết không có dễ ăn vậy đâu. Bực bội ghê. Bình thường giờ này là thấy xuất hiện rồi mà bây giờ chưa thấy làm sao? Bực bội mà. Tên 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 tên. Trời ơi, trời ơi. Sao? Mình đã xuất hiện rồi, bạn muốn nói gì? Trời ơi, nay nhìn như trai thành phố ha. Đúng rồi. Mình nói cho bạn nghe, mình đã thức nguyên một đêm để mình suy nghĩ và mình đưa ra một quyết định. Tới 2 tấn thóc lận, chứ không phải ít. À. Ủa? Chỉ vì 2 tấn thóc thôi mà tôi bị người ta phụ tình. Trời ơi, người ta mua người yêu tôi chỉ bằng 2 tấn thóc. Đâu có đâu. Đâu có cái gì? Đâu có cái gì? Đâu có phụ tình gì đâu, chỉ là thay đổi vẻ bề ngoài. Anh thay đổi vẻ bề ngoài thôi mà, chứ có phụ tình gì em thì đâu. Thì bây giờ anh thay đổi vẻ bề ngoài cho phù hợp với người ta, để anh dứt áo ra đi đúng không? Nó không có mà. Anh đứng yên đó cho tôi. Anh đứng yên đó cho tôi. Để tôi kiểm tra. Trời ơi. Rồi coi. Gồng lên coi. Trời ơi, nó chắc ta nói. Thảo nào đứng lưới cá thôi mà người ta chụp hình lia lị á. Ờ thì mình đẹp thì mình khoe chứ, đúng không? Mình đứng yên đó. Tôi kiểm tra tiếp coi. Kiểm tra gì kiểm tra hoài. Rồi hít cái gì giống cái con. Thôi đừng có hít nữa, giống cái con quá à. Con gì? Con phèn. Con phèn là ăn chó đúng không? Không, con phèn nó là bạn của mình chứ không phải là con chó. Chứ chó chứ gì nữa. Con phèn chó. Chưa gì anh gặp người ta anh đã nói tôi là chó rồi. Tôi phải hít để tôi kiểm tra xem cái mùi đồng quê trên người anh còn không. Cái mùi đồng quê nó ăn theo trong người của anh rồi. Nó vô máu rồi sao không còn được. Bữa giờ á, anh thức cho mấy đêm lưới được 50 kg cá, anh mới vừa đem bán hết luôn á. Để chi vậy? Thì đây nè, sắm đồ, rồi quần áo, dây nịch, đồ này kia để thay đổi. Phải hợp thời chứ. Tôi chưa thấy ai như anh. Sao? Khờ gì mà khờ câm. Vừa mất tiền, mà vừa mất thân thể nữa. Mất thân thể là sao? Tay chân rồi mình mẩy đầu này kia còn đâu mất thân thể. Tôi không có nói cái chuyện đó. Ý tôi nói là anh sẽ bị người ta... Trời đất ơi, bông ơi là bông, em nghĩ cái gì á? Anh với người ta có đụng chạm gì với nhau đâu mà em nghĩ làm cái gì mà ơm xì nẹo thấy ghê. Sao tôi biết được? Trời đất ơi, tiền mà đâu có dễ ăn như vậy. Tự nhiên gặp anh, người ta đòi bỏ 500 đô ra. Trời ơi, trời ơi, sao tôi biết được chuyện gì xảy ra chứ? Em toàn nghĩ gì đâu không mà. Anh thay đổi cái này á là vì công việc tốt thôi chứ có gì đâu. Anh đừng có chối. À, anh muốn chối đúng không? Tăng chứng vật chứng còn trong cái điện thoại của anh. Ha, bây giờ anh lấy cái điện thoại ra cho tôi coi. Để tôi kiểm tra coi. Ờ, cái điện thoại nó nằm ở ngoài quán của thằng Tèo ấy. Bán luôn cho nó. Cái gì? Anh bán cái điện thoại luôn? Thì bán mới có tiền đủ để mua quần áo đồ này kia nè. Chứ 50 cái cá đó đâu có đủ đâu. Trời đất ơi, rồi mấy mốt đêm đêm anh lấy cái gì gọi cho tôi? Trời làm sao tôi thấy được cái gương mặt của anh chứ? Em anh nói em nghe nè. Tối nào cũng vậy hết á. Anh đi bắt ếch về đang ngủ ngon, em điện video thấy nguyên cái mặt của em là coi như tối đó anh gặp ác mộng. Tối nào cũng nhìn cái mặt của em anh ngán lắm rồi, em biết không? Anh nói gì? Anh nói gì? Anh nói là bây giờ anh ngán gương mặt của tôi lắm rồi đúng không? Thì đi làm về mệt thì không cho người ta ngủ cứ điện video hoài cho nên người ta khó ngủ vậy thôi. Vậy mà hồi xưa có người nói là nếu mà tối nào không thấy được gương mặt của tôi sẽ không ngủ được. Bây giờ anh tham phú phụ bần, anh thấy 2 tấn thóc nó quá lớn cho nên là anh chê chán tôi. Anh là đồ cái người mà dâm ân bội nghĩa, anh là đồ cái thứ mà gọi là thấy trăng quên đèn, đồ phụ bạc. Tôi nói thiệt nha, anh chê cái mặt tôi
tôi xấu. Anh ngán cái mặt tôi vậy, anh có coi lại cái mặt anh không? Hả? Anh cái bữa mặt... nào anh thử soi gương đi. Cái mặt của anh á, cái mặt của anh giống như là con cá dồ mà bị mắc lưới đó. Đúng là cái nghề nào cái mặt đó mà. Nè, anh nói em nghe nha. Anh thay đổi cái này là vì công việc chứ không phải xe xu gì hết. Rồi tự nhiên cái em giận rồi em nói anh là mặt anh giống cá dồ là sao? Em biết con cá dồ nó ăn cái gì không? Nó ăn cái gì ai cũng biết hết, anh không cần phải nói. Nó ăn cám. Mà anh không có thích mấy con nào nó ăn cám. Tự nhiên dí anh như con cá dồ là sao? Trời, anh bắt cá mà anh không biết con cá dồ ăn gì. Cá dồ nó ăn cám. Con cá dồ bây giờ người ta nuôi công nghiệp nó ăn cám chứ bộ. Tôi không cần biết, thấy không? Không cần biết nuôi bằng công nghiệp hay tự nhiên. Cá dồ là cá dồ. Ôi mệt quá. Qua thay đổi hình ảnh muốn nói chuyện vui vẻ với em mà tự nhiên em bực quạo với anh nè. Anh quyết định luôn, anh bán nửa căn nhà đó, anh lên Sài Gòn anh sống rồi anh lập nghiệp trên đó. Nè, tôi nói cho anh biết, nửa căn nhà đó là của tôi về làm dâu nghe chưa? Ê nè, nè anh nói cho em nghe nha, chưa chắc là sẽ được làm dâu. Ai bỏ chồng cao, ai hứa hôn, hứa hẹn gì đâu mà làm dâu. Còn 500 đô đó là nó là một con đường rộng mở phía trước. Cho nên anh phải cái nào rộng mở phía trước, anh phải theo nó thôi à. Còn cái vấn đề làm dâu không biết. Trời đất ơi, anh hay lắm. Bây giờ anh gặp người ta, anh không muốn cưới tôi nữa. Được rồi, tôi nói cho anh biết, anh mà bán nửa căn nhà của tôi là tôi chia tay anh luôn. Đó, thấy chưa? Thấy chưa, tôi biết mà. Tôi nhá hàng chút xíu à, tôi thử lòng chút xíu thôi, lòi ra rồi. Lòi gì? Chủ yếu là muốn căn nhà đúng không? Chứ đâu có yêu thương gì tôi. Đó, tôi nói tôi bán cái là đòi chia tay được rồi. Nếu chia tay đúng không? Tôi bán luôn, nguyên một căn luôn. Tôi sẽ đi lập nghiệp ở trên đó, tôi cưới vợ đẹp đồ này kia luôn. Trời đất ơi! Ủa, anh, hai đứa? Anh làm cái gì cho hát bội vậy con? Ủa? Tài đấy hả? Đúng, đúng. Ủa sao nay con ăn tinh đi nhiễu nhão đẹp trai quá con? Con có công việc, nhưng mà con nói cho chú nghe. Cái gì? Mày mốt con kêu gì? Mới đi kêu tao gì? Dạ chú. Trời, bà kêu lại coi. Dạ chú. Ủa thường ngày nó kêu ông Nhạc mà, sao nay nó kêu chú? Cái đó là quá khứ rồi, bây giờ mai mốt con nói con không qua đây nữa. Con sẽ đi thay đổi, con sẽ đi thành phố. Sao vậy con? Chào chú. Cái gì? Anh Đức. Cái gì vậy con? Hai đứa con bị cái gì vậy? Bình tĩnh nè, nghe Thúy hỏi cái gì vậy nghe Thúy hỏi nè. Hai đứa con cái gì ôm sùm vậy? Con bị người ta phụ bạc rồi. Ủa nó không thương con nữa hả? Anh được ảnh mê tiền rồi. Ảnh ham phú phụ bần. Anh bỏ con rồi Thúy ơi. Rồi tại tía không có đủ giàu để giữ chân nó, thôi đành con ơi. Thôi giữ người chứ giữ tấm lòng nó làm chi. Không, con không chịu thua được. Thôi tí dặn nè, ông bà dạy là giữ người ở lại, không ai giữ người đó đi, người ta nó đi giữ người ta chi. Không, anh Đực phải là của con không đồng ý để ảnh lên thành phố làm phi công. Cái gì? Nó đi lái máy bay hả? Trời đúng trời. Rồi. Trời ngon gì trời. Ngon cái gì? Lái máy bay mà ngon cái gì? Máy bay đây là máy bay bà già đó. Ủa, vậy là trong cái hãng bay nó có cái dây dành cho mấy bà già đi, không cho người trẻ đi hả con? Lái đầm thấm, lái mấy bà già là phải lái đầm thấm thì người ta bị huyết áp tim rồi, lái nhẹ nhàng. Không phải. Thiệt tức thiệt, nói gì mà tí không hiểu. Cái gì? Lái máy bay bà già là vậy nè. Trời. Là vậy đó. Đực ơi, chuyện như vậy mà con dám làm luôn sao được? Tía tưởng con có lỗi chứ. Nếu tiền này thì để đó cho tía. Ủa tía? Gì con? Tía làm gì vậy? Thì tía dân dây bắt con mẹ mê trai theo yêu cầu của con, chứ còn gì nữa, hỏi lặng nhánh à. Ủa dân dây hả? Ừ. Con đâu kêu tía dân dây. Không dân sao bắt được. Con kêu tía lưới bà mà. Tía lưới bà hả? Đúng rồi. À vậy bà là liên quan tới cá là phải lưới mới chính phải không? Đúng rồi. Hay quá, con gái tía hay quá. Con hơn cha là nhà con Phước. Đưa đây, đưa lưới tía. Đó, con chuẩn bị sẵn cho tía hết rồi. Rồi, lưới phải không? Đúng rồi, tía phải lưới bả cho bà cho con. Giờ, trước mắt là tía chuẩn bị sẵn thế là lưới dính cá liền ha. Đúng rồi. Ai biểu bả dám quyến rũ anh Đực của con? À, con yên tâm nha. Bây giờ nè, như vậy là bây giờ tía làm sao để cho bà tin tía là... Bà đó. Ừ. Bà mê trai. Mê trai. Bà mê trai của cơ bắp. Trời, chứ hiểu rồi. Dễ lắm. Tía phải quyến rũ bà. Đúng rồi. Tía. Cha chưa. Tía làm gì vậy tía? Thì tía phải cưa sừng làm ngá chứ, cưa sừng nó phải như vậy nó mới ngá được chứ. Đang nãy là con trâu già mà. Nhưng mà làm gì vậy? Bỏ vô quần chi vậy? Để làm trai trẻ. Thấy chưa?
Trời đất ơi, Tí ơi, nhìn Tí giống như cái bộ xương khô vậy đó. Tí coi Tí mặc cái quần mà còn cột lại cái đó. Chứ bà nghĩ coi 8 năm rồi nó giãn chứ nó đâu có bình thường qua được. Sao quyến rũ bà được? Cái hình thức bên trên, thấy không? Thấy không? Thấy không? Tí phải sử dụng cái chất đàn ông trong người Tí. Đúng rồi, đàn ông bằng cách nào? Bằng, à đây đây đây. Tí hết rồi. Đây. Cái gì vậy? Cái đó là cái gì? Quay vòng. Cái này là cái gì? Phải có mùi của anh được. À, mùi được mùi này hả? Mùi này là mùi nước làm cá rồi đó. Ừ. Bà khoái cái mùi lắm. Vậy đó hả trời? Tí phải có cái mùi này bà mới ghiền Tí. Cái bà này ngộ chứ ta? Tí. Tí nghe. Con tin tưởng rồi Tí. Ừ. Tí phải quyến rũ bà bằng mọi cách. Tí phải sử dụng nhan sắc của Tí. Thân hình của Tí. Ừ. Tài năng của Tí. Tài năng quăng lưới của Tía thì xứ này không ai qua rồi. Tía là chùm rồi. Đúng. Còn hả, nhan sắc hả? Tía sẽ cố gắng. Còn mùi hương cũng được hả? Quan trọng nhất là cái mùi hương. Tía còn cái mùi hương nó là ghê lắm kì. Con biết cái mùi đó mà. Đúng rồi. Đúng vậy. Cố lên. Rồi. Con sẽ núp ở đằng góc này. Cố. Để đợi thời cơ. Vô lưới là nhào ra liền. Rồi con. Chuẩn bị nha Tía. Rồi bắt đầu. Sắp tới rồi. Ừ. Tài năng này khỏi bàn. Nhan sắc thì hơi xui, nhưng mình dùng nội lực trước cái đã. Chết. Ủa sao tao dán cưỡng mỗi miệng không chụp hình cả? Dạ. Ông anh nói chuyện với tôi hả? À vậy là chưa hiểu quá. Mình dùng môi. Ông anh nói chuyện với tôi hả? Ừ. Ủa mắc gì tôi phải chụp hình ông anh? Ơi, trái đẹp nè, trái trẻ nè. Trẻ? Ừ, cơ bắp nè, thấy không? Trẻ mà sao đường hẻm quá vậy? Trời ơi, sao chuột đâu, trẻ còn cái đuôi không vậy? À, mùi hương. Hiệu quá. Cái gì vậy? Bây giờ... Xin lỗi, tôi không có ý gì nhưng mà cái người của ông anh nó tỏa ra cái mùi hương kỳ quá. Ủa cái mùi này không hợp hả? Ờ vậy bây giờ anh làm gì vậy? Ờ đi bắt cá. Bắt cá nó xuống sông chứ sao bắt cá đứng ở không, đây? Không, bắt cá cạn, bắt cá mê chai á. Cá mê chai. Cá trên bờ. Ủa tôi làm ngành thủy sản mà tôi không có biết cái vụ đó luôn á. Có cá mới hả? Cá mới là mấy bài hồng sồn mà bắt mấy con cá mập á. Nó cá mập về làm thủy công á. Bây giờ tôi bắt cá đó nè. Đây có tôi với anh mà anh nói vậy. Ủa gì kỳ vậy? Không lẽ anh nói tôi? Chứ không lẽ tôi khùng rồi tôi nói người khác có hai người hả? Ủa sao kỳ vậy ta? Sao anh lại nói tôi như vậy? Tôi với anh không quen, không biết, không thù, không quán gì hết. Tự nhiên anh chửi tôi ngang vậy. Không có chửi. Người đàn ông là không nói nữa, hành động. Cá đã vào ao nhà rồi, quăng lưới thôi. Trời ơi! Quăng lưới rồi, con ơi! Ông làm gì vậy? Xịt nước. Tức quá. Xịt nước. Thôi quá. Đúng rồi, cá mà. Thôi ông. Này là nước làm cá đó. Hả? Vậy mới vừa với mấy người gọi là già sồn sồn mà đi cua trai trẻ. Dám dụ dỗ anh đực của tôi bằng 2 tấn thóc hả? Ai gì? Đây là gì? Người phụ nữ áo tím hôm bữa nè. Làm sao quắt khung hình đúng không? Đúng rồi. Tôi dụ dỗ cái gì của cô? Cái tôi lấy cái gì mà dụ là lấy 2 tấn lúa gì dụ? Con gái, cái thứ sồn sồn để tí giữ sự. Tôi nói là... Khoan. Con gái hả? Ừ. Đó là Tía tôi. Ừ. Để tao nói cha nào. Con đó tôi nghe nói... tôi nói nè. Cái thằng bộ hổm mà nó quăng lưới nó bắt mấy người mà mấy người đưa 500 đô về để mà nó làm nó phục vụ cho mấy người cho mấy bà già hồng sồn á. Mơ đi, đó là con rể của tôi. Đúng mà vậy. 500 đô là gì? Tương đương với 2 tấn lúa, hiểu chưa? Đúng. Nhưng mà tôi... Bà tính dùng 500 đô của bà để mua người yêu tôi hả? À, mơ đi, thằng rể tương lai của tôi đó. Đúng rồi, bà phải bị trừng phạt. Rồi. Tháo ra. Bà là con cá mập. Trời ơi, tôi đang tháo ra mà. Tháo ra làm gì? Tháo làm gì? Bà bị lưới lại. Tại sao lưới tôi lại như vậy? Tại vì bà dụ dỗ trai trong làng này. Tôi đâu có dụ ai đâu. Trời ơi, cô hiểu lầm rồi, anh hiểu lầm rồi, ông anh ơi, có ai cứu tôi không vậy? Tháo sao không nói? Tôi bắt lại con ơi, con cá nó ra ngoài rồi, tôi bắt lại. Nữa hả? Trời ơi. Chuyện gì vậy? Chết Tía rồi. Ủa sao vậy Tía? Ai biết đâu? Ủa Tía? Tao quá trầm ma gì đâu á. Trời đất ơi, Tía là cái gì chui vô trong đây như con ếch mắc lưới vậy? Tình yêu bự của mày nè. Ủa? Cô sao mình vậy cô? Cô đừng có đứng gần tôi nữa. Sao mình mấy cô hơi rịnh vậy? Nhờ vợ của cậu đó. Ủa nhưng mà chuyện gì? Em tưới nước cá vô người bà đó. Sao tự nhiên lại làm ta vậy? Ai biểu bà dụ dỗ anh chi? Nè, bây giờ tôi nói tới nói lui, bây giờ mấy người không có tin tôi đúng không? Không.
Cái gì vậy? Cái gì vậy? Chờ tôi một chút đi. Đưa 500 đô mua tôi hả? Tôi 700 á? Trời ơi, tía nói thật dữ vậy? Anh đừng có mơ. Tôi nhìn anh tôi nữa quá. Nữa hoài gì? Nè, cậu cầm đi. Dạ. Rồi cậu nói chuyện với gia đình cậu đi. Chắc tôi không nhận cậu nữa đâu. Cái gì? Ai thèm, ai thèm? Chị. Trời ơi, đất ơi. Cái gì con, cái gì á? Trời. Cái gì á? Cái gì? Cái gì? Anh tiếc nuối gì mà anh Làm gì vậy? Cái gì đây? Đây con đọc cho tía. Ờ, đọc đi con. Trời, có gì đâu. Cái gì con? Cái gì con, đừng té đè cho con. Cái gì bay, hai đứa bay làm cái gì vậy? Cái gì vậy con? Cái gì vậy trời ơi? Tao đâu biết chữ đâu. Nè, cái gì vậy? Thì ra cái người phụ nữ mà hồi nãy giờ chế lưới. Rồi con xịt nước. Là bà Ba Thu, tổng giám đốc khu du lịch sinh thái con cá cha vàng. Hả? Nổi tiếng nhất cái xứ này. Trời ơi, thì ra bà là bà Ba Thu, chủ tịch công ty du lịch sinh thái con cá cha vàng nổi tiếng xứ mình. Đúng rồi. Trời ơi, cái tỉnh mình giàu là nhờ bà. Thì đó. Tiền bà cao như núi Thái Sơn. Còn nhân viên của bà cỡ này hả, mấy trăm đứa luôn, ai thèm được của con nữa. Trời ơi, chết rồi, cha con mình lỗi lầm rồi. Trời ơi, trời ơi. Bây giờ tiếp. Trời ơi, tía, tía. Để tía đi. 500 đô của con, ước mơ của con bây giờ xong hết luôn rồi. Tại tía, tại bé Bông á. Gì vậy? Tía con mình đi liền, tía con mình đi liền. Đi, đi. Trời ơi. Đi lại bả chứ đi đâu. Bay cũng đi luôn đi. Ê, ê, đợi, đợi, đợi con với. Hai Phương Nam vui lắm à nghe. Trời ơi. Dạ. Tía, tía đi làm ruộng mà làm gì ăn diện dữ vậy? Trời đất, cái gì mà ăn diện hả? Trời ơi, đẹp quá trời luôn á. Con biết tại sao không? Sao tía? Ăn diện như thế này mới hợp với cái thửa ruộng của mình. Gì coi? Thì thấy tía tự nhiên sáng ngời luôn á. Đúng là tía xuất sắc ghê. Nè, xong cái vụ mà ruộng lúa này đã hết tới mùa này đó, tía sẽ tính tới chuyện của con. Chuyện gì tía? Chuyện chồng con của con. Lớn là phải có chồng chứ. Con biết là có chồng, nhưng mà con nói tía rồi đó nha. Con sao? Chỉ lấy anh đọt thôi. Không cái gì? Con muốn lấy anh đọt. Lấy anh đọt? Dạ. Nên là tía đừng có mai mối con với ai nữa. Ai mà đến là con đuổi về hết á. Trời đất ơi. Trời đất ơi. Lấy thằng đọt. Con của con cha hai phẩy. Dạ. Giết cái thằng cha này nè. Tía mới sáng sớm mà. Cái gì cũng bắt trước tía hết trơn á. Cái gì cũng cùng tía làm cái gì. Rồi làm theo cái nấy, chịu nổi không? Trời ơi, con nói thiệt với tía nha. Con với anh Đọt, nhà sát dách nhau vậy nè. Con mở mắt ra là con thấy anh Đọt. Anh Đọt mở mắt ra là thấy con. Thấy phải thành vợ, thành chồng với nhau hả? Thì giờ cả làng, cả xóm, ai cũng biết là con với anh Đọt quen nhau. Cả con ít, con nhái nó còn biết nữa. Nên là con lấy anh Đọt thôi. Nè, nè, nè. Lấy ai cũng được nha. Nhưng mà với thằng Đọt là tuyệt đối không được. Tía, sao vậy? Con nói thiệt nha, cả làng ai cũng ủng hộ hết, trừ hai người. Tía với chú Hai Phẩy. Nè, thằng cha đó, tía thề rồi. Tía thề rồi. Không được trời chung. Trời ơi, la cho lớn vậy, người ta đi làm ruộng rồi. Ủa đi rồi hả? Nè, con mà lấy thằng Đọt đó hả? Cái lưỡi của tía không còn ở trong miệng của tía đâu. Chứ nó ở đâu? Tía cắn. Tía. Bu đi. Tía đợi con. Công nhận á, cái ruộng lúa mình cái này ngó mồi xuống khẩm con ha. Theo mắt nhà nghề tía đánh giá là phải ít nhất phải 50 vạn công. À, thu hoạch lúa xong đợt này đó là con trai cưới vợ liền cho tía. Tao thèm cháu nội lắm rồi đà. Tía. Vậy. Con thề với tía, con mà không lấy đẹp á, không lấy ai đâu. Ủa cái gì vậy? Tía dặn con bao nhiêu lần rồi, gian cái nhà đó ra.
Thế đâu có ưa cái nhà đó, đâu có mần xui được đâu mà sắp con nhỏ đó hoài vậy? Con gái xưa này chết hết rồi hả? Nhưng mà ngày xưa tía cũng thương má của Đẹp nữa thôi. Trời đất ơi, còn riêng cái vụ này dặn còn nhiều hơn cái vụ đó nữa. Tía cấm tuyệt đối nhắc cái chuyện đó. Đó là nỗi đau suốt đời của tía luôn. Tới bây giờ nhắc tía còn ấm ức nè. Ngày xưa mà thằng Chả không có dùng cái kế điệu hổ Lý Sơn á để hốt mẹ ăn Đẹp á, thì tía với má ăn Đẹp có phải là cặp đẹp đôi nhất xưa này không? Đâu phải nó ước ngang như tới bây giờ. Cái gì đi trời? Bác hai. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Tụi bay đập cái kiến chứ giữa đó cho tao coi sao con cái bóng mình kia cha vậy? Trời đất ơi, lúa cũng giống, cây cũng giống, bây giờ ăn mặc cũng giống là sao? Anh hai, anh đang quở tôi hay anh đang tự trách mình vậy? Đường làng mình mong quá gắt sao nó đi, anh đi ngang cái ranh đất nhà tôi chi rồi anh cho là giống này giống nọ. Ê thằng kia, đứng ra tao biểu coi. Dạ. Bay nói với tao á là cái nón này nè, con mua là độc chức vô nhị. Bây giờ tao đứng rồi, bây giờ mày có vô nhị hay không? Bây giờ y chang như hai giọt nước, mà thấy chưa? Giống như hai anh em ruột. Trời ơi. Tía, tại vì cái bà bán nón, bà nói với con là cái nón này con cái duy nhất, con cũng đâu biết đâu. Còn con cũng vậy nữa. Nói cái nón này là độc nhất vô nhị, bây giờ tự nhiên có nhị kìa. Tại bà bán nón nói vậy nên con mới mua cho tía chứ bộ. Trời ơi, ứa gan nữa, buộc lòng tao biết đứng cạnh bên một lần nữa. Mặc dù rất là khó chịu, có thể về sức thuốc ở đây nè. Nó lây rồi, nó kìa. Tía, bây giờ nè, tụi bay chịu khó nhìn từng đống nhà xuống trần dưới đất đi, coi cái gì giống nữa. Hàm nói thiệt á, chỉ có cái đầu với đôi dép giống nhau thôi, chứ còn không có giống à. Thằng có râu, thằng không có râu, thằng nói nhiều quá, thằng ít nói đó. Bây giờ ông đi thôi, giống y chang cái kìa. Cái gì? Thấy chưa? Thấy giống chưa? Đôi dép không giống luôn kìa. Tía, còn con nhỏ này nữa, không giống má một chút xíu nào để dễ nhìn. Con gái gì giống trai trang, giống cây tre miễu, nhìn phát ối quá. Tre miễu đầu đình đó phải không? Giá trị cái cây tre lắm á, nghe chưa? Con thấy chưa? Má con chết lâu rồi mà có cái thằng á, cái thằng mà thương thầm nhớ trộm má con đó, tới bây giờ vẫn còn nhớ, vẫn còn tưởng. Đây nè, đừng có nói vậy nghe chưa? Bả đội mồ á, bả bẻ họng đó. Ai bẻ họng ai? Coi chừng bẻ họng mấy người nha. Không bẻ họng tôi à? Bẻ anh không bẻ tôi, mất mới thì bẻ tôi. Anh thì bẻ tôi. Thôi. Tía tức lắm, tía nói là đây là mấy con bay nhìn ổng cái mặt ổng kìa. Thấy không cái mặt kìa. Con biết rồi. Ủa sao cái mặt y chang như vậy? Cái gì vậy? Đi giùm hả? Lộn rồi. Về vị trí cũ. Dạ ông bác hai. Đi giùm nước đi. Cái bàn tay đừng có ra gì, tới ngâm rượu bàn tay nữa. Bị dính ba lần. Thì ghét. Ích kỷ. Đàn ông mà ích kỷ. Gái tôi đụng ông làm như là ông ngon lắm vậy. Thôi. Phước ba đời đó. Không dám nữa. Không biết phước gì chứ cái xào này về nhà tôi làm sao mà không có cửa. Tía. Trời ơi. Tía, chú hai phải. Chuyện của hai người là từ xưa lắc xưa lơ rồi. Bây giờ đổ lên đầu tụi con chịu hả? Có công bằng không tía? Có công bằng không chú hai phải? Đúng rồi đó. Bây giờ tụi con thề á là tụi con sống chết có nhau á. Cho nên là con mong là tía và bác hai đừng có cản hai đứa con. Không có được đâu. Cái mối thù truyền kiếp rồi. Đời ông đời cha đó dành ăn. Đời ông nội đó là dành đất. Tới đời cha là dành gái nha. Không có xui gia vậy đó chân nha. Không có xui gia hả? Xin lỗi anh à. Trời ơi. Ông còn mạnh lắm con ơi. Ông còn mạnh lắm. Bây giờ thường hả? Chuẩn bị đơn. Nên thương trả cho tía. Thương trả cho tía. Dạ. Thôi đi về. Tía. Không gặp mặt rồi. Tía. Cái xẹo tay luôn rồi. Tía. Đi. Con thấy chưa? Con đẹp như thế này, thằng đó như thế, nó chẳng khác nào là qua lại cặm trên bãi cất trâu. Tức mình rồi đó. Tại sao mà mua cái nhà kế bên dựng bước nữa? Tía sẽ xây một bức tường vững chắc để nó không được qua nhà cô tía nữa. Nghe chưa? Cha gì mà thấy ghét. Sao giờ này chưa tới nữa ta? Cô này vô duyên vậy? Đất giọng nhóc ở chân cô không đứng, cô đi đâu chui vô đây, cô đánh tôi. Cô nào? Em nè. Ủa, Đẹp, tự dưng em mặc đồ gì mà giống như bà thím vậy? Em phải mặc như vậy mới qua mắt được tía em. Mà chết rồi anh ơi, lớn chuyện rồi. Lớn chuyện là sao? Thì đó, tía anh với tía em đó. Thì cũng tại em không chứ tại ai?
Tại em hôm bữa em mua chi hai cái nón giống nhau, để hai ông bây giờ cãi sùm lên hết, rồi đòi kiện tụng tùm lum hết trơn. Bây giờ nó cứ nùi như cái bùi nội chùa nồi vậy đó. Đó anh thấy không, tự nhiên bây giờ hai ông cứ đòi có luật sư này kia, kiểu em chả hiểu gì hết trơn á. Em đâu có biết là mọi thứ lớn chuyện gì đâu. Nè, anh lo lắng nhất là mất em thôi. Tại vì hả, bây giờ hai bên mà kiện tụng sùm lên, xong rồi á, lúc đó anh sẽ mất em vĩnh viễn. Giống như tía anh ngày xưa mất má em gì đó. Rồi xong á, tía em gả em cho thằng Đực luôn. Mấy nay em cứ thấy tía em với tía ông Lực cứ uống rượu với nhau hoài à. Mà dưới quê mình uống rượu với nhau có nghĩa là nhận lời đó. Chết rồi. Anh có muốn em về đó làm dâu không? Em nghĩ sao vậy? Nghĩ sao nói những lời như vậy vậy? Gì anh phải nghĩ cách đi chứ. Nghĩ cách? Bây giờ anh phải nghĩ cách. Bây giờ cách, nhiều cách là phải, anh phải làm sao? Anh phải... Anh nghĩ cách anh đứng yên một chỗ thôi, anh làm nhức đầu quá à. Thì nghĩ cách, anh phải... À, anh có cách rồi. Cách gì? Em thấy cái bộ gậm đó không? Dạ. Bây giờ hai đứa mình chui vô đó. Xong chui cái vô đó. Hai đứa mình... Ông làm gì vậy? Sao đen tối quá à? Đen tối gì mà đen tối? Cái bình thường mà. Mình yêu nhau. Không. Làm vậy là tí em cào đầu em luôn á. Thì cách đó không được thì suy nghĩ cách khác. Cách khác. Bây giờ. Cách khác. Bây giờ. Anh nghĩ cách này. Còn một cách duy nhất thôi. Cách duy nhất là cứu anh với em được thôi. Sao cách gì? Em thấy cái bờ sông đó không? Bờ sông này hả? Ừ. Bờ sông này? Đúng rồi. Liên quan gì? Thì bây giờ anh và em hả? Không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm. Nhưng mà hai đứa mình sẽ chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Hai đứa mình nắm tay nhau nhảy xuống đây chết là xong. Sao em đánh anh hoài vậy? Hai đứa mình đứa nào chả biết bơi. Anh làm như chết đuối dễ lắm vậy. Thì bây giờ buộc đá vô hai chân của hai đứa mình nhảy xuống đây là chết. Thôi anh nghĩ sao vậy? Không có ai chết chóc gì ở đây hết trơn á. Không chết thì bây giờ em cũng phải suy nghĩ cách tiếp anh chứ. Biết cách nào bây giờ? Tụi mình sẽ không chết cùng nhau, mà tụi mình còn sống cùng nhau nữa kìa. Em nói vậy là sao? Bà ơi, bà chứng giám lời cầu nguyện của tôi là tôi chỉ mong rằng con đẹp nó không thay đổi ý kiến khi tôi đã chọn cho nó một nơi mà tôi rất là vừa ý. Nó đó, nó lại thương cái thằng Đọt mà tôi thì tôi không muốn, là vì cha Hai Phẩy là cha của cái thằng Đọt đó, hồi xưa đã tranh giành bà với tôi. Nhưng tôi rất may đó là bà thương tôi, bà không thương cha đó, cho nên lúc nào tôi cũng nhớ bà. Cũng may là tôi chọn cho nó mà nó cũng không có cãi lời tôi. Bà chứng giám đó nghe, bà đừng có để nó thay đổi nha. Tía ngồi tía nói chuyện với má hả? Nào bỗng dưng hôm nay tía nhớ má con quá. Tía ơi, con nói tía nghe nè. Con biết á là tía ưng anh Đực, thì con cũng biết là gia đình anh Đực cũng khá giả. Đó, con thấy không? Tía chọn thì không bao giờ sai đâu. Trời ơi, nó giàu lắm con ơi. Thiệt chứ con nha, giàu tới mức độ mà tía không thể ngờ thôi. Vườn ruộng đi ha, chó chạy công đuôi cả tháng ấy, cũng chưa giáp nữa. Còn cò đó hả, bay á mà rớt giữa đường ấy, cũng chưa hết giáp hết cái ruộng vườn của nhà của thằng Đực. Con. Dạ. Tía mừng lắm. Tía mừng là con nghe lời của tía. Giả lại rồi sau này đó con sẽ cảm ơn tía. Là vì sao? Là vì con ngồi đó mà con chỉ hưởng phước thôi.
mà tía ăn theo con cũng có nơi để uống rượu của nhà giàu. Tía mừng lắm. Nhưng mà con nói tía nghe này, mai mốt con đi lấy chồng xa vậy, tía ở con mình nè, không có ai chăm lo cho tía hết. Tía thử nghĩ coi, bây giờ con lấy anh Đọt, mỗi lần mà tía ho một cái thôi là con chạy qua liền, con chăm cho tía. Tía thấy phải tiện hơn không? Cũng là thằng Đọt. Không biết thằng Đọt nó có cái gì mà là con ghiền nó như vậy không biết. Không, không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ. Tía, con cũng biết là bởi vì con chấp nhận lấy anh được nên là tía mới không kiện chú Hai Phẩy nữa. Đúng, con biết cái tính của tía mà. Nếu mà con cãi lời tía đó, không lấy thằng Đực á, là tía không bỏ qua cái vụ kiện này đâu. Tía không chơi thì thôi. Cái tính của tía mà, tía chơi là chơi tới bến. Tía được rồi. Con biết tính tía rồi. Tính của tía nha, má còn ở đây á, má cũng không cản nổi luôn á. Đúng. Tía phải cần nói lớn cho người ta nghe chứ. Nghe chưa? Thôi. Tía ơi, tía ơi, dạ? Tía nở lòng nào để kẻ đầu xanh tiện kẻ đầu bạc. Tía ơi, dạ? Tía còn chưa nói hết lời với con mà. Ủa, hình như nghe tiếng khóc. Tiếng của anh Đọt đó tía. Ủa mà ôi, quan tâm làm gì? Đèn nhà ai nấy sáng, tráng nhà ai nấy xỉ. Tía ơi đâu có được, hình như con nghe cái gì mà chết chóc. Có khi nào á là ông Hai Phẩy chết ông tía. Tía ơi. Đó, tía nghe thấy không? Không, không thể nào. Thôi, không thể nào mà chết trước tía được để gặp má con. Nhưng mà tía không thấy là anh Đọt khóc quá trời hả? Mình cũng qua xem. Đi tía. 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 Đó thấy chưa, người ta khóc. Ơi, tía. Trời ơi, chiều con đó nha. Dạ. Tía đừng có bỏ con mà tía ơi. Tía sao? Dù sao á, cũng lâu năm là hàng xóm rồi, chẳng lẽ tía có để ông Hai Phẩy chết vậy hả? Tức, tại sao chả mà chết trước tía? Vì để gặp má con trước hả? Tía, nếu mà tía muốn biết là chết hay không chết, tía qua xem sao. Tía, đúng không? Tía ơi, tía đừng bỏ con nữa mà tía ơi. À, đúng rồi, phải qua bên đó để chứng kiến coi ông có chết thật hay không. Dạ. Trời ơi, làm gì chết trước tía được, phải không bà? Tía ơi, sao tía đi bỏ con vậy tía? Tía qua coi đi tía. Tía ơi là tía. Tía ơi. Tía ơi. Tía ơi, chú Hai Phẩy làm sao kìa tía ơi? Chú Hai ơi, tía con chết rồi. Vậy? Tía con ra đi rồi. Mà tại sao chết? Tất cả cũng tại chú á. Thì sao tại tao? Thì tại chú không cho con cưới đẹp, gả đẹp cho người khác. Xong rồi tía con định tổ chức ăn mừng uống rượu. Tại vì từ gà cho đi chú sẽ sống một mình. Cho nên là tía con uống nhiều quá, bây giờ tía con chết luôn. Tía, con thấy hình như chú Hai Phẩy chết thiệt hay sao tía ơi? Mặt trắng móc à. Chú Hai. Thôi, không rơi tới gần cả. Ghét chết sao chịu. Chú Hai, tía con chết rồi mà. Tía ơi, chú Hai Phẩy chết thiệt kìa tía ơi. Nè. Chú Hai, chú không có được đụng vô tía con. Sao vậy? Tại lúc nãy con gọi cho thầy cúng nói là bây giờ nếu mà chú Hai mà đụng vô tía con á là tía con ra đi không thanh thản. Rồi giờ sao? Bây giờ con cũng không biết sao nữa. Nè anh nghe tôi nói nè. Có phải là anh định chết trước tôi để gặp bà trước phải không? Như vậy là chính tôi mới là người buồn nè. Chính tôi mới là người đau nè. Cái người ra đi đó thì không có cái gì đau hết đó. Mà cái người ở lại, mà nhất là tôi buồn còn hơn anh nữa, tôi đau còn hơn anh nữa. Nhưng mà chú Hai ơi, chúc mừng anh. Chú Hai ơi, lúc nãy trước khi con tía con mà
trước khi chết á, tía con có nhắn nhủ gì con không? Dạ có, tía con nhắn nhủ nhiều lắm chú hai ơi. Đây, tía con có gửi cái kỷ vật này cho chú hai. Sao đó tía? Lời thề không đội trời chung với tía con sao chú hai? Thì ta đã nói rồi, chỉ là đầu mâu chót lưỡi thôi chứ ai đâu mà nỡ. Bây giờ không lẽ là ông mất rồi, tao vẫn còn giữ cái ý định như vậy sao? Thôi, về nha anh. Chú hai, trước khi chết á, tía con dặn con á là sống phải có trách nhiệm. Con phải cố gắng chăm lo cho Đẹp đến cuối cuộc đời. Cho dù mà Đẹp có lấy chồng, chồng có bỏ Đẹp, con cũng phải chăm sóc Đẹp cho bằng được. Bởi vì con phải giữ đúng lời thề với tía con, không lấy ai ngoài Đẹp. Tía con dặn vậy đó hả? Dạ. Không ngờ khi mà tía con mất vẫn còn giữ cái lẽ phải của tình làng nghĩa xóm, vẫn giữ cái tình yêu của cho hai con. Dạ. Tía ơi, vậy tía cho con với anh Đọt lấy nhau nha tía. Vậy là chú hai cho phép rồi đúng không ạ? Chứ gì nữa. Tía ơi. Ủa anh, qua đây nào vậy? Hả? Chưa chết hả? Chết hồi nào? Sao mặt trắng nhách vậy? Ủa lại mặt tía trắng nhách như hát bội vậy nè? Dạ, tại vì cấp bách quá, con không biết dùng cách nào cho nên là con dùng cách này. À, thôi tôi hiểu rồi. Anh hai nè, hồi nãy giờ tôi nằm ở đây á, tôi nghe được nỗi lòng của hai đứa, tôi mới hiểu hết mọi chuyện của tụi nó. Thật ra đó là tôi với mẹ Đẹp hồi xưa đó là hoàn toàn không có cái gì hết, tình đơn phương trong sáng thôi. Còn cái kỷ vật đó đó anh quên rồi, hồi nhỏ tụi mình chơi nha anh quên hả? Nhưng bây giờ tôi muốn nói anh như vậy nè, tổ tiên có dạy á, bậc làm cha làm mẹ đó là hải nạp bách xuyên hữu dục nải đãi. Con hiểu không? Dạ không. Ý nghĩa thôi. Ý nói là lòng cha lòng mẹ phải bao la như biển cả đó, thì con cái chăm xong nó mới đổ về được. Thôi tôi với anh lớn tuổi rồi, dẹp hết cái từ ái quan bên đi, mình lo cho phía sau đi. Tôi muốn cháu nội của tôi á, nó kêu anh bằng ông ngoại, anh thấy sao anh xui? Đó là ước nguyện của tôi. Vậy kể từ ngày mai tôi danh khóa cái hàng rào này. Đồng ý anh. Hai Phương Nam vui lắm à nghe. Bụng qua. Thắm thằng ơi, mai. Gì? Mai. Bây giờ em có phải con Thắm không? Đó, em thấy chưa? Nè, anh đưa em lên thành phố là đúng chính xác luôn. Tút em trở thành một hoa hậu. Bây giờ làng mình cái gì cũng thay đổi. Cũng giống như em cũng thay đổi nè. Đó, quay một vòng. Ú cha. Em của anh quá là đẹp luôn nha. Cái gì vậy? Thắm hả? Thắm, ai da đau mày? Cho mày, đi mày sát thương tao hoài vậy? Trời ơi, Thắm kìa. Thắm cái gì? Làm như ma vậy? Theo dõi người ta hả? Không có, anh ấy ơi, anh hai ơi, thấy hôm nay lạ quá, hồi đó xấu quắc rồi hen. Hồi đó học chung nè, bạn. Nè, qua đi. Qua đi. Ủa, bạn học mà. Ta biết rồi, nhưng mà cái chuyện hồi xưa là chuyện của hồi xưa. Thắm ngày xưa đó không còn tồn tại, chỉ có biết Thắm bây giờ đã về làng. Hồi xưa đen hơn giờ thôi à, chứ đâu có gì. Hồi xưa nó có tên chứ bộ. Hồi xưa Thắm nó có tên là cái gì nha, nó Thắm thúi đúng không? Không, Thắm cái tấm thức mẹ. Chân ghẻ không? Tao cho cái dép vô mặt hai tụi bay. Cái gì vậy? Ê, tụi bay nhìn kỹ nha. Em của tao bây giờ là hoa hậu nha. Trắng trẻo cao ráo nha. Đâu nè. Em đứng kế nó giùm anh nha. Em xin phép ạ. Thắm, nhớ tụi Thắm ơi. Hết tội quá. Ủa, đâu rồi? Mày giặt ra. Đây rồi. Tao nói chuyện không nè. Cái này thì em dê lại. Về số ký thì em không bằng đâu. Xí. Không mà hôm nay Thắm đẹp ha. Thắm đẹp á. Thiệt đẹp luôn á. Các chị là... Ủa chị gì? Khùng quá, nhớ không? Bạn. Con đào lùng. À đào lùng. Mai mập. Tiếng Anh gọi là phép gì đó. Mai phép. Mai phép. Ủa,
Okay. Ơi mà sao đi thành phố về nhìn lạ ha. Ta nói vừa đẹp nè, vừa xinh mà nói chuyện cũng còn vô duyên lắm á. Cái đó tập lại. Cái gì ta làm không được thì ta học hỏi. Từ từ. Nè, hai em cũng muốn đẹp hả? Muốn chứ. Hai em cũng muốn xinh hả? Con gái nào không muốn? Ừ. Biết con Thấm nhà nó được vậy là do ai không? Do ai ạ? Do anh đó. Ủa mà là không, là ở trên thành phố về mới vậy phải không? Đúng không? Trời ơi, trước khi đi thành phố là phải qua bàn tay huấn luyện của anh. Thành phố người ta gọi là cái gì? Gì nghiệp em? Gì nghiệp? Tạo nghiệp hả? Tu nghiệp. Thì cái gì mà tự nhiên cái đi học là khẩu nghiệp? Làm gì chữ lộn cái gì? Tào lao hả? Nè, đúng rồi. Không phải ai lên thành phố là cũng đẹp đâu nha. Là phải qua tay của anh tôi mới được đó. Phải huấn luyện nghe chưa? Giống như trong đá banh con huấn luyện viên. Thì trong cái đẹp cũng có người huấn luyện cho đẹp. Cái này tôi biết nè. Giống như ở trong trường có huấn luyện chó, nuôi chó. Chó dạy là phải huấn luyện chó. Có nhưng mà nó không có liên quan. Nhưng mà nó là một cái lĩnh vực khác. Đúng rồi. Đây là con người chứ không phải là súc vật. Đẹp thích không? Thích. Nếu như muốn thích á thì phải liên hệ với anh. Hả? Phải liên hệ với anh. Liên hệ sao? Anh là người huấn luyện và đào tạo bài bản. Anh sáng làm nông, chiều tối anh về anh nghiên cứu. Anh lên mạng anh lùng sục những cái cuốn sách, những cái tài liệu, những cái clip huấn luyện hoa hậu người mẫu. Hay quá. Chân ngắn thành chân dài. Mập thành nấm. Ui ngon vậy. Hay lắm. Ủa mà sao còn rẻ, mà sao không hết rẻ? Tại vì cái lúc này chưa có không tới mày hỏi hoài, tôi cho cái dép cho mày bây giờ. Thôi không hỏi nữa nhưng mà nãy giờ mày nghe tao nói là huấn luyện là xấu thành đẹp. Lùn thành cao, ốm thành mập. Đâu có chữ thẹo trong đây. Khúc này bổ sung. Khúc này chưa không tới. Từ từ học. Sao không cho về nhà đi chứ đứng hơi nắng đen thui như đó nữa xấu quá à. Nè. Hai em có muốn trở thành hoa hậu thôn nữ làng quê không? Muốn chứ, con gái ai không phái trời. Nhưng mà phải tốn tiền nha, tức là nó gọi là học phí đó. Hơi cao đó. Nhà nghèo mừng ruộng tiền đâu mày. Không ấy, có cây cuốc cầm đỡ trước đi. Nhìn đi, Thấm ngày nay đã không còn như Thấm ngày xưa nữa. Vậy mày? Tao đi. Ủa? Tập đi guốc để múc mình đặng mà mang guốc cao. Ê cái này người ta nói là tập đi cà kheo chứ guốc gì. Ta guốc người ta hai chiếc thôi thì có một cục vậy. Bây giờ không có sao hai chiếc được. Giờ mày dịnh tao đi, tao tập đi cho nó cao. Trời ơi gì khó vậy. Rồi, đi. Ủa cái đó giống như đứng mà. Cái nó quen cái độ cao trước mày hiểu không? Vậy mày dám ấy tao đứng. Rồi mày đứng đi. Tao sụm tao té đè. Rồi cố lên. Tập đi. Thôi nghỉ đi, nghỉ đi. Thiệt, rồi dính tao nè. Trời ơi, cái gì vậy? Mô Phật ạ. Trời ơi, cái gì làm hết hồn vậy? Gì vậy? Chỉnh lại. Trời, mới đi hát lô tô đâu về vậy, hai em? Ủa, sao anh biết hay vậy? Đó, mặc đồ là biết rồi. Chàng ơi, tôi mới xin được cái đầm ở bên đàn lô tô đó nghe, của bà Thí Liễu á. Còn tôi nè, trời ơi nè, tôi mới giật cái mảng bển tôi mai thành bộ đồ. Ê, chụp được đôi bông luôn nè, hơi đẹp không? Vậy mà cũng làm được nữa hả? Được chứ. Ê, nói nghe nè, mà anh thấy hai đứa tụi tôi lên đồ một cái là nhỏ em anh lép kẹp luôn đúng không? Không được. Cố gắng lắm rồi á. Còn thiếu nhiều lắm. Không lẽ hai đứa này nó ủ mưu, nó muốn làm hoa hậu thôn nữ làng quê phần 2 cái ba. Đúng rồi. Hả? Nó nhỏ mày cũng nghe nữa hả? Tôi đọc được nội tâm của anh mà. Tôi đâu có điếc. Trời đất ơi. Nhưng mà ê, nói cho hai em nghe nha. Muốn trở thành hoa hậu thôn nữ làng quê á là phải trải qua quá trình rất là cam go. Mà muốn trở thành như vậy là phải cần có người dạy. Tụi em thừa biết anh nói gì không? Anh là huấn luyện viên cho em của anh đó. Thì sao? Thôi. Ông có nói rồi nhưng mà ý là tại vì tụi tôi có đủ điều kiện học đâu. Nè quần áo còn không có tiền phải đi xin lấy của người ta đó. Ý nói là bây giờ có gì mặc đó hả? Cây nhà lá vườn. Muốn trở thành một hoa hậu hoàn hảo, ngoài cái ăn mặc đẹp ra, cứ cho là bây giờ bộ đồ của tụi em đẹp đi. Đúng không? Nhưng mà cần phải có kiến thức. Kiến thức là con kiến nó không có ngủ. Là nó thức rồi nó đi ăn. Tào lao không à. Kiến thức. Tụi em có nhớ những cuộc thi hoa hậu chiếu trên TV không? Có chứ. Đó, trước khi là
À, trước khi mà người ta công bố giải á, là ta hay hỏi thí sinh lên là những câu hỏi là ABCD gì đó. À, cái đó là cái phòng thẩm vấn. Trời ơi. Ủa sao biết hay vậy? Cái trời phòng đó là thẩm vấn á. Thấy chưa? Nhìn vậy á, chuyện đơn giản vậy mà nó cũng nghĩ ra được. Ủa vậy là nó có kiến thức rồi hả? Đó, vậy là có kiến thức đó. Thẩm vấn á, đó là thẩm vấn. Phải thẩm thấu những cái xung quanh, những cái gọi là cái những cái sự việc trên toàn thế giới này là cần phải đi học. Mà học ai? Phải học anh. Đó, anh là một người rất là có nhiều kiến thức. Thôi thôi thôi, biết rồi đó. Nhà mình nhà ổng làm nông không mà kiến thức kiến ngủ gì. Ê, bậy 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 nha. Làm nông đó là chỉ có buổi sáng thôi. À, đó nè nè, mặc đồ nè, thấy không? Chỉnh tề bình thường đó. Mặc đồ chỉnh tề để chi? Đó, hồi sáng là đi làm nông. Đó, chiều... chiều mình làm công. Tào lao không à. Chiều mở tivi lên nghiên cứu về kiến thức. Đó, ta gọi là sáng làm nông, chiều làm phong. Phong giật cái nhỏ này tào lao, tao khổ dạy bây giờ á. Cái phong gì? Phong độ. Đó, người đàn ông có phong độ là phải có kiến thức. Hiểu chưa? Còn muốn trở thành một hoa hậu hoàn hảo cũng phải có kiến thức. Đóng tiền học đi, anh dạy cho. Trời ơi, tôi nói rồi. Mắc quá. Ai đâu học nổi. Nhà nghèo mừng nông không à, biết học phí bao nhiêu đâu mà thôi thôi mắc lắm không học đâu. Thôi, khỏi đi em ơi. Giảm 50%. Thôi 50% cũng còn mắc nữa. Mày biết nhiêu mắc? Thì cứ 50% là còn 5... số là còn mắc. 50% cũng mắc nữa hả? Đúng rồi, còn số mà. Chơi đẹp luôn. 70%. Cũng còn số luôn. Còn số cũng đẹp á hả? Còn số là còn mắc. Tao cũng đâu biết 70% nhiêu đâu. Trời, chơi đẹp mày luôn. Chơi đẹp mày luôn. Hết số luôn. Chơi hết số luôn, bỏ số là luôn. Là miễn phí ăn miễn phí luôn. Miễn phí cái gì? Đây nè, chơi đẹp luôn. Dạy một đứa đóng tiền một đứa thôi. Dạy một đứa đóng tiền một đứa là đợi. Ê, cũng, nó cũng vậy mày ơi. Cũng vậy mày ơi. Là... đóng tiền một đứa dạy hai đứa. Hôn tiền. Tự nhiên đang là nông dân, bây giờ trở thành huấn luyện viên. Wow. Thời tới rồi, cản không nổi, cờ tới tay phải bất thôi. Vô tình mình trở thành ông trùm nóng trong tay những người đẹp hoa hậu, người mẫu của cái thôn này. Chết, quên nữa. Bây giờ, giờ này mà hai học sinh của mình chưa tới, đi học kiểu này là chết rồi. Trễ giờ là không được. Đâu rồi ta? Thầy ơi! Thầy ơi, thầy ơi! Trời ơi, thầy! Thầy ơi! Có thầy đấy. Trời, cái gì mệt vậy? Mệt quá. Mới đi đâu về vậy? Đi ra ruộng thầy. Đi ra ruộng? Dạ. Đúng rồi. Không nhớ là bây giờ là giờ này là tôi kêu qua đây học mà. Nhớ đi. Mới qua đó. Đó dạ. Học cái gì? Học... Hoa hậu. Dạ. Hoa hậu gì cái đi làm ruộng là sao? Trời ơi, thì công việc phải làm chứ. Dạ. Phải, mình phải lao động để thực hiện ước mơ. Lao động thực hiện ước mơ. Rồi, tạm chấp nhận. Mắt lờ đờ. Ê. Hai em nha. Nha. Gì hay là đi đám tiệc rồi giả bộ uống xỉn nha. Nha, không có được nha. Mình á không có được uống rượu bia trong lúc học. Biết chưa? Không có, em mà uống vô là em ngủ à. Vậy em hả? Yên tâm dạ. Đi, giờ này không có gì nhậu mà cũng không gì ăn đâu. Dạ. Làm tao nói nắng muốn gần chết luôn. Thì biết không, hồi nở em ra em làm trời nó cực lắm. Nó vừa cuốc đất mà nó vừa cắt cỏ. Mệt ha. Mệt lắm thầy ơi. Mặc nguyên bộ đồ này làm ruộng. Thì đó nó chứ đâu. Chứ gì nữa. Trời đất ơi. Trời ơi, làm ruộng, ta nói chạy, công xương sống mới chạy qua đây kịp giờ học của thầy á. Ủa, thầy kêu phải thôn bự, phải cho nó sóc sóc lên thì vậy là nó mới... Thôi được rồi. Thầy biết được quyết tâm của hai em. Nhưng mà mặc dù nó có một cái chút xíu sai, nhưng mà bù lại này nó cũng hơi sóc. Cũng được. Dạ. Đó. Rồi bây giờ, hai em làm lại tôi coi. Bộ đồ này mà đi ruộng. Để coi có thích hợp với hoa hậu đi ruộng không? Rồi, thầy đứng đó đi. Nè, cái cuốc nè. Hôm mà cái tướng đứng cuốc bình thường ai cũng dày đúng không? Ừ. Hồi nãy cắt cỏ tướng siêu đẹp luôn. Đâu, làm coi. Cái... thôi chết rồi, để quên cái lưỡi liềm ngoài rồi. Trời ơi. Coi như có lưỡi liềm. Dạ, mình có kiến thức mà. Rồi, mình giả bộ tưởng đi. Tượng, giả bộ đi. Đây là cái lưỡi liềm. Rồi, cái lưỡi liềm. Đây là hoa hậu thôn nữ. Rồi, coi. Mình đi ra ruộng. Mình thấy cỏ. Ô kìa cỏ. Mình đứng. Mình nắm cỏ
Thôi. Trời đất ơi, hên đó, nãy tao không có đứng sau lưng mày đó nghe. Sao vậy? Tao đứng là học ngu thấy bà rồi. Trời đất ơi, mặt đầm mà đứng chỉ này hả? Trời đất thánh thần ơi, đứng như vậy nó mới trụ được, rồi mình mới có thế mình cắt chứ. Qua hậu kiểu đó là cắt đầu bạn em khảo luôn á, biết không? Rồi em làm coi. Bên đó mày làm cho tình hải là tại vì em đi xạ phân. Xạ phân? Dạ. Đâu rồi đi coi. Đi xạ phân ngày thường là trời ơi cầm gì đi. Xạ phân vậy phải không thầy? Đúng rồi. Bình thường quá rồi, hôm nay mình tờ thun nữ mà. Cái mình phải bưng cái thúng này lên đây vậy. Nha. Cái mình đi. Mình không cần ta dùng tay nữa thầy. Phân nó tự xạ. Rồi được rồi. Được hai hoa hậu này á. Dạ. Mà nãy giờ mà có ban giám khảo rớt liền tại chỗ. Sao kỳ vậy, sáng tạo quá mà thầy. Sáng tạo nhưng mà nó phải thích hợp, nó phải đúng. Hoa hậu là gì? Hoa hậu là một người đẹp, đúng không? Công nhận không? Dạ. Đẹp là sao? Đẹp là phải thùy mị. Thùy mị. Nhẹ nhàng, phải nữ tính. Đúng không? Cho dù chúng ta đi đâu làm gì, phong thái chúng ta lúc nào cũng phải nhẹ nhàng, nữ tính. Đúng không? Đó, giống như nãy là em là gì? Cắt cỏ. Đó, hai mà cầm hoa hậu ra cầm cái lưỡi liềm. Như vậy. Cắt gì? Cái đó là cắt cổ. Vậy cho nó lẹ để đặng qua đây không? Cái đó là mình làm ruộng ngoài đời. Ha, còn cái này mình là hoa hậu rồi. Mình một bước lên là hoa hậu là nó khác. Đó, cầm lưỡi liềm, móc lưỡi liềm ra. Đó. Đúng không? Đó, bước tới. Đánh cỏ nè. Đó, nhẹ nhàng ngồi xuống nè. Cái cỏ nó cắt. Đó, nhẹ nhàng một. Lóng hai lóng. Đó. Xong rồi. Lấy cỏ dê về. Bỏ vào thùng rác. Phải nhẹ nhàng đó, lúc nào qua hậu đi tướng nè, nó ra là phải gặp nè. Hay quá thầy ơi, cắt cái kiểu thầy là ngày mai mới xong á. Bây giờ có muốn đi thi không? Muốn chứ trời. Có muốn được đẹp không? Muốn. Đó, còn không đi ra về làm nông dân. Thầy. Đúng rồi, cãi thầy núi đè. Đúng rồi. Còn này là gì? Xạ phân. Dạ. Xạ phân. Mình để đầu rồi nhảy hip hop hả? Cho nó lẹ thầy. Đợi nó lẹ. Dục tóc bất đạt. Bỏ đi. Chậm lại, từ tốn lại. Mình đẹp mà. Đó, xạ phân. Đó, xong gặp láng giềng hàng xóm. Chào. Ủa rồi xạ phân chỗ nào thầy? Đây, đang cầm đây nè. Xạ đi chứ không thôi. Tay trái, tay trái nha, dịnh nè, tay phải nè. Cái này. Thầy, cái này má tôi á, tháng 7 năm nào bà cũng giải muối gạo kiểu này hết á. Muối gạo tháng 7 là đã cục hộp. Cãi thầy quay đó rải muối hột á là không ai đứng gì, để mà là bốc này trội này, trội vô cái mặt này, trội vô cái mặt này. Ủa, em đâu có cãi thầy đâu thầy. Lộn nhá, đâu làm lại coi. Nhỏ này coi vậy mà cái giá nó được hơn nè. Đâu làm lại nè. Xả phân nhẹ nhàng, xả phân đi nhẹ nhàng từ đó nè. Đó, chéo lên nè, thấy sướng nè. Đó rồi, cái tay nè. Đi thầy chéo cái giò nhiều quá không có quen thầy ơi. Hoa hậu là phải đi vậy. Đi chéo dữ dần vậy. Bây giờ sao, có muốn làm hoa hậu không? Dạ. Mày đừng có cãi thầy nữa. Rồi làm lại nè. Dạ, mắt nhìn thẳng. Dạ nhìn thẳng. Đi nhẹ nhàng. Đi nhẹ nhàng. Nhẹ nha mày. Nhẹ nhàng. Xả phân. Nhìn thẳng cười. Cái đó là em đuổi khách, đuổi ban giám khảo. Trời ơi trời. Mình muốn đẹp. Anh hai. Ủa? Thắm. Đó. Xoay nè, xoay vòng coi, xoay vòng nè, xoay vòng, xoay. Đó, xoay qua đây luôn nè, đó. Ủa? Thấy chưa? Em thấy chưa? Hai em thấy chưa? Ê, xin. Xin ông mặc đậm. Tại sao mặc đậm? Hôm nay mình ra vườn mà. Thì mình phải mặc áo ba mới phù hợp chứ. Mới thoải mái đúng không? Đúng rồi. Đó, hoa hậu. Cho dù mặc cái gì cũng là phong thái hoa hậu. Bước vô rất nhẹ nhàng, không nghe tiếng luôn hả? Đâu em mặc áo, mặc áo bà ba hoa hậu phong cách sao nè, thăm vườn nè. Đi nè. Đó, đi nè. Đi. Đó. Đẹp mấy. Rồi, tới rồi. Nè, thấy có người quen nè. Có người quen chào nè, nhớ nha. Ê thấm, mày đứng yên mà thấm. Ê, nó đi đụng đất mà sao thấy nó nhẹ hiều vậy ta? Đó người ta mới là hoa hậu. Rồi, bây giờ rút lại về nè. Hai em về nhà thay bộ đồ khác cho tôi. Trời ơi, thay nữa hả? Chúng ta học theo phong cách hoa hậu áo bà ba. Người ta làm được là mình làm được. Đúng rồi. Bà ba. Có bà ba. Quyết định hoa hậu bà ba. Ê, coi chừng té nha Đào. Không có, mai kêu Đào mới té đó. Giờ mình đảo lại nè, đó.
đi người ta cái mặt người ta nhìn thẳng chứ ai đâu mà nhìn đó trời thôi đi xuống giùm cái được không vậy? U là trời mai y chang y chang gì khuấy nhầm coi y chang thấm y chang còn thấm y chang thấm rồi giống thấm hồi lúc còn phèn chưa có lên thành phố. Cái gì vậy? Thì nè, thì y chang vậy nè, thì cũng dép lê rồi quần đen áo không phải ba. Giống thấm là giống hoa hậu thôn làng thôn nữ vậy chứ không nha. Không giống sao vậy? Ê mình, tôi nói nghe nè, tính tới tính lui thì tôi bà giờ cũng giống như hồi lúc đầu. Không mấy giờ tôi chạy về nhà tôi lấy hai cái nón lá rồi, hai cây cuốc, hai mình đứng giống như hôm bữa đi. Nói mà để ý nha. Đúng không? Có cái màu hơi tươi thôi, bữa màu nó tối. Ủa nhưng mà ăn thấm nó kêu là muốn giống nó thì nó mặc bà ba, mình phải mặc bà ba. Nó mặc áo đầm, mình phải mặc áo đầm. Thì đúng rồi, thì... nói chung là nó mặc cái gì mình phải mặc cái đó. Ừ thì giống. Trời ơi. Ủa cái này là nay nó mặc áo dài nữa rồi. Ôi tôi chết rồi, bây giờ mai áo dài hả? Thôi vậy sao được mà mai. Sao vậy? Trời ơi bà nhớ không, hôm bữa mai có bộ đồ chút ép à, thì tôi tốn hết cái màn hai bên cánh gà của đoàn lô tô. Hôm nay mà mặc cao dài nó trộn chắc mất luôn cái phong nền của người ta chứ giờ. Hai người đứng đây hả? Hello. Áo dài đẹp quá ha. Hai người tính đi may áo dài hả? Tại vì thấy thắm mặc áo dài nè. Đi may đi. Ôi áo dài đẹp mà hao dài quá. Sao vậy? Tốn dài á. Vậy là không thích mặc áo dài nữa. Thích chứ. Không mấy thắm còn dư bộ nào không, cho mượn vài bộ đi. Thì ra thì đồ của thắm á nó bị dài á, cho nên là nếu bạn mặc vào á nó không có được đâu, nó sẽ bị kéo dài trên đất, nó dơ hết. Lùng. Tao biết rồi. Còn bạn thì bạn bạn cũng được, chiều cao bạn ổn. Nhưng mà nếu mà bạn mặc vô á thì nó sẽ bị gắt áo dài của tôi mất. Cái áo dài tôi e nhỏ xíu à. Hai cái nhập lại, tôi muốn rộng để ba cái. Không được luôn, nói vô không được, bể phọt hết, người ta không đẹp. Chứ bây giờ chứ thắm mặc cái này khó cho tụi tôi quá. Vậy chiều nay tôi mặc bikini đó. Chiều nay không biết có ai chuẩn bị bikini mặc đi cày ruộng không ta? Cái gì thắm? Thắm nói gì? Bikini mày ơi. Chứ là gì? Cái lại chạy là sao? Không biết bikini là cái gì hả? Nè, nói cho nghe, bikini là đồ bơi. Đồ bơi. Trời ơi, mà cái đó dễ lắm. Dễ hả? Bơi nữa không? Bơi nữa không? Bơi dễ không? Đúng rồi. Mấy quần xà lỏn mà, dễ mà. Ở đây là mặc mấy cái áo tay cục rồi, mặc quần cục rồi nó nhảy xuống. Xí, nói nghe nè. Ấy là quần tà lõn hả? Nó nghe nè, mặc cái đó là người ta nhìn người ta cười mình chết á, không có phải. Ủa vậy thấy đi bơi đây mặc vậy không hợp quá nè, đây nè chị nè. Đó là một bộ hai mảnh, một mảnh ở đây, một mảnh ở đây, càng mỏng càng tốt. Ê mát á, mát không đó mát. Mát lắm. Tao thấy rồi, người ta mặc hai mảnh, mày chắc hai mẫu á. Thôi ai mặc được chứ tôi mặc kỳ lắm. Vậy là nếu bà không mặc được hai mảnh thì không mấy bà mặc một mảnh đi. Một mảnh là một mảnh xong kéo dài xuống dưới đây tới đây thôi. Ý trời ơi nhưng mà nhìn giống cái bánh tét lắm. Vậy hả? Tôi chắc được ha, mà hơi lép nha. Cũng được hơi lép nhưng mà chân cũng hơi ngắn á, nói chung là cũng không ok lắm đâu. Bởi vậy tôi nói là bây giờ tôi mặc cái gì thì kệ tôi đi. Hai người bớt bắt chước lại giùm cái. Đồ người ta mặc mà làm gì suốt ngày bắt chước hoài, hôm qua tôi mặc bà ba cái bắt chước mặc bà ba theo. Không hiểu luôn. Nghĩ gì trong đầu vậy? Bây giờ thời trang của mình là mình tự lên, mình thích mặc cái gì mình mặc phù hợp với mình nhất thôi. Ai đâu mà đi bắt chước người ta hoài, đồ người ta mặc lên đẹp mà mình mặc vô chắc gì mình đẹp. Hiểu không? Nói hay chữ thì nói dữ vậy? Ý là tại vì mấy nay tôi thấy mấy người bắt chước tôi quá cho nên tôi hơi cũng khó chịu đó. Tại thích á, tại vì anh tài, anh của mấy người rồi nói là phải làm theo mấy người rồi tôi mới làm theo đó. Đúng rồi. Chứ gì? Thầm ơi. Ủa em sao em mặc áo dài chứ vậy? Em ăn mặc bộ gì chết anh luôn á. Trời ơi. Ủa là sao anh Tài? Ủa anh nói là phải mặc theo đồ thấm mà đúng không? Rồi giờ tôi không có áo dài, giờ mặc gì? Trời mới, ngồi trên mới.
Ờ cái này là mốt mới đó. Mới. Ừ ráng tìm mặt đi, mặt giống vậy mới làm hoa hậu được biết chưa? Trời đất ơi, anh nói gì ngang ngược vậy? Tự nhiên giờ không có rồi bắt mặt theo rồi giờ đổ đầu mặt. Tiền bạc như tụi tôi đóng tiền học cho anh hết trơn rồi, anh đào tạo tụi tôi gì mà giờ anh bỏ ngang vậy? Ủa? Đúng rồi. Tôi dạy mà. Tôi dặn rõ ràng mà. Ai làm gì phải làm theo đó. Còn bây giờ đó, không có áo dài là ráng chịu. Ủa? Anh nói đi, anh cũng phải nói lại chứ. Tụi tôi mừng ruộng tiền không có. Anh nói anh bớt học phí thì tụi tôi đã cũng đóng hết luôn rồi. Ủa đúng rồi, bớt học phí là đóng một người, dạy hai người. Thì đúng thì đó, đóng một người. Thì những gì sơ sót xảy ra là phải chịu. Còn khi nào mà dạy hai người, đóng hai người là tôi lo chu toàn. Đúng rồi. Là lúc mà dạy này chỉ có áo bà ba. Còn phát sinh ra đâu có tiền đâu. Không đủ tiền thì gái chịu. Đúng rồi. Tôi biết rồi. Anh em vậy này. Nè. Hai anh em mấy người. Dám hả? Giỡ trò lừa gạt hai chị em tôi đúng không? Ủa gì đâu lừa gạt. Muốn trở thành một người đẹp hoàn hảo thì phải tốn tiền. Ha. Khôn nhờ dạy mà chịu. Ủa tự nhiên giờ tôi mất tiền rồi nói vậy hả trời? Thôi đừng có nóng. Nói chung là tại tụi mình dạy, tụi mình khờ. Tụi mình đưa tiền cho người ta làm chi giờ, đáng chịu chứ. Đúng rồi, mình phải là chính mình.